quý vị, năm học mới dù đã bắt đầu, thế nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh khó khăn đang cần được giúp đỡ, hỗ trợ để tiếp sức đến trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Cẩm Lệ. Căn phòng trọ chưa đầy 15m2 này lâu nay là nơi cư ngụ gia đình 5 người của hai anh em sinh đôi Đức Nhật và Đức Pháp, học sinh trường trung học cơ sở Trần Quý Cáp, quận Cẩm Lệ. Gia cảnh khó khăn, ba mẹ làm nghề thu nhặt phế liệu nên suốt mấy tháng dịch hầu như không có thu nhập. Năm học mới vì vậy cũng gánh thêm bộn bề nhưng lo toan. Với mong muốn tiếp sức hai anh em vượt bước đến trường, thành đoàn, hội đồng đội thành phố Đà Nẵng vừa đến động viên trao tặng xe đạp cùng phần học bổng 300.000 đồng. Thật khó diễn tả hết được niềm vui của hai anh em khi nhận được một món quà ý nghĩa trong năm học mới. Con nhận được chiếc xe đạp, con cảm thấy rất vui và con sẽ cố gắng học tập nhiều hơn để có kết quả tốt hơn. Xe đạp cho em là một trong những hoạt động của chương trình Tiếp sức đến trường do thành đoàn và hội đồng đội thành phố phát động từ cuối tháng 8 đến nay. Chương trình với mong muốn huy động các nguồn lực xã hội tiếp sức đến trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hoàn cảnh gia đình nhà tôi thì cũng khó khăn quá kìa, trang mùa dịch đồ rất khó, cũng khó khăn. Đoàn đã tiếp sức cho con tôi một chiếc xe thì tôi rất là vui mừng và cảm ơn tất cả các anh các chị đã giúp đỡ cho con tôi. Và cũng thông qua cái chương trình này thì thành đoàn hội đồng phố cũng rất là mong muốn sẽ là cầu nối giữa các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến với lại những cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các em thiếu nhi. Trong thời gian đấy thì thành đoàn tiếp tục kêu gọi có nhiều cái chương trình ý nghĩa hơn nữa để dành cho các em, để một phần nào đó để tạo cái động lực, khích lệ tinh thần các em trong cái năm học 2021-2022. Với các em có hoàn cảnh khó khăn sẽ là khó chồng khó khi bước vào năm học mới giữa mùa dịch. Vì vậy, mỗi một sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng xã hội sẽ là nguồn cổ vũ thiết thực để các em vững tâm viết tiếp ước mơ đến trường.